Đây là sản phẩm Sennheiser nguyên siêu. Một chiếc tai nghe in-ear Bluetooth đắt nhất của Sennheiser, IE80SBT Wireless. Và đang có giá niêm yết là 12.999.000, tức là 13 triệu. Nay có chương trình flash sale đến từ hãng Sennheiser, trợ giá cho khách, và giá hôm nay vị khách hàng mua được là 3.599.000 đồng. Đó. Và đây là thực tế sản phẩm, hàng chính hãng phân phối, bảo hành 24 tháng. Đó. Giá này không mua thì chắc chắn là sẽ không có một cái mức giá nào khác để cho các bạn mua sắm đâu. À, và đây là những vị khách đầu tiên đặt cọc sớm nhất nên đã được nhận hàng sớm nhất. Còn những vị khách mà đặt hàng hôm nay và hôm qua thì rất tiếc là sẽ phải sau Tết Nguyên Đán may ra mới được nhận hàng, thì rất mong các bạn thông cảm bởi vì số lượng rất hạn chế, cả Việt Nam mới có mấy con thôi, thì chia cho các đại lý, chia đều cho các đại lý đó. Và đây là vị khách rất là may mắn khi mà được sở hữu chiếc Sennheiser IE80SBT gần như là sớm nhất, nhận hàng sớm nhất, rất là may mắn mua được với giá là 3.599.000. Cho nên các bạn hãy thường xuyên theo dõi website cũng như là fanpage của Song Long Media để cập nhật những tin tức cũng như là khuyến mại sớm nhất để cho chúng ta mua được những cái deal giá tốt và sớm, chúng ta sớm sở hữu được những sản phẩm cực kỳ tốt và giá vô cùng rẻ như thế này. Đấy. Hàng chính hãng các bạn nha. Đây phía dưới là phụ kiện này. Đấy, mình sẽ nhờ vị khách hàng mở hộp để xem phụ kiện luôn bên trong gồm những thứ gì. Còn đây là tai nghe đây rồi. Trước đây thì anh đã dùng sản phẩm Sennheiser nào chưa? Chưa. À vâng. Nhưng mà con này giá quá tốt. Để cho mình trải nghiệm. Là giá tốt. Và đây đây là toàn bộ phụ kiện đây. Comly Farm này. Rất đầy đủ. Những cái phiên bản hàng cao cấp của Sennheiser thì họ luôn hào phóng với cả những cái đồ phụ kiện như thế này, rất nhiều để cho chúng ta thay thế và lựa chọn. Đó. Đấy. Đây tai nghe đây các bạn nha. Đấy. Đây là chiếc tai nghe, mình nói lại, đây là chiếc tai nghe in-ear Bluetooth đắt nhất của Sennheiser tính tới thời điểm hiện tại, trước khi nó sale giá. Rồi, và xin mời anh trải nghiệm sản phẩm. Anh có thể nói qua một chút về cảm giác khi mà mua được một sản phẩm giá tốt như này không ạ? Thực sự rất vui mừng. Bởi vì giá đã biết thì trước đây mình đã tìm hiểu của nó là khoảng hơn 12 triệu. Đúng rồi ạ. Thì khi quyết định mua thì mình biết qua Song Long Media. Dạ. Thì mình không ngờ là mình mua được giá sản phẩm với cái giá là có hơn 3 triệu dạ vâng. Mà được một cái sản phẩm chính hãng mà giá tốt như vậy. Dạ vâng. Rất nhiều người thời điểm này mong muốn được như anh ạ. Nhưng mà chưa đến lượt đó. Dạ vâng. Còn không biết là hãng có đủ đảm bảo cung cấp cái số lượng theo dự tính ban đầu hay không. Nhưng mà mình cứ mua được sớm là tốt rồi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Vâng, cảm ơn vị khách hàng. Cảm ơn anh. Xin chào mọi người.